Lý do thứ hai đó là, ủa, tính ra có một lý do đó anh. Dòng nước mắt đã cuốn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với History Chuyện Nhạc, một chương trình talk show âm nhạc được sản xuất bởi NCT và Vibe Nation. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của NCT. Chính vì thế mà mọi người nhớ đón xem và theo dõi xem là ai sẽ là vị khách mời xuất hiện tại History nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc để tiết lộ bật mí xem vị khách mời ngày hôm nay là ai. Xin mời mọi người. Tuyệt vời, mọi người thấy ca khúc vừa rồi như thế nào ạ? Chưa nghe lại ở đây rất là tuyệt vời nha mọi người ơi. Cái cảm giác mà được nghe lại nó đã hơn là cái cảm giác mọi người xem trên TV nhiều. Trời ơi, tôi oai lắm, tôi ngồi đây tôi khác liền, tôi oai lắm. Nhớ ánh mắt, nhớ đôi môi của em.
Ok, Hiếu ơi, em có thể gửi lời chào đến các bạn khán giả đang xem History Chuyện Nhạc được không? Dạ. Em chào anh Nicky ạ. Em chào khán giả, các khán giả của chương trình ạ. Em là Doãn Hiếu và rất vui được đến với chương trình ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên mà anh được gặp em. Thì em có thể chia sẻ cho anh cũng như là các bạn khán giả biết được là cái quãng đường và cái lý do nào mình đến với con đường nghệ thuật không? Nếu mà nói lý do em tới với nghệ thuật thì nó là đầu tiên là cái niềm đam mê của em là em thích âm nhạc từ hồi còn bé. Từ bé tới lớn em khoe một tí. Khoe đi em, đoạn này mình phải khoe từ nhiều vào. Từ bé tới lớn là năm nào em cũng tham gia văn nghệ cho trường này, rồi cho xã, huyện này. Thì từ bé lớn đã có cái máu trong người rồi à. Mà dường như là anh có tin vào gọi là lực hấp dẫn của vũ trụ không anh? Là mình muốn cái điều gì, mình mong cầu điều gì là vũ trụ sẽ đưa đến không cho mình hả? Dạ vâng, kiểu có chứ, anh tin chứ, anh tin chứ. Kiểu như cả họ ai, cả họ em không ai có theo nghệ thuật hết. Mà cả nhà em cũng không ai nghĩ ai theo nghệ thuật, mà chính em cũng không nghĩ em theo nghệ thuật. Vì em cũng nghĩ em không đủ tài năng, mà cũng không có gia đình điều kiện cũng không có đủ. Nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó, bây giờ em vẫn đang làm nghệ thuật. Kiểu như mình mong cầu điều gì, mình ước điều gì, nghĩ về nó nhiều là nó tới, thật sự luôn. Em tin điều đó luôn á. Ồ, hay quá. Vậy rồi thì... dạ rồi cái lý do thứ hai đó là tính ra có một lý do đó anh. Lý do chính hả? Dạ, đó là lý do chính hả? Mà dạ, em có rồi. Cả lý do 1, lý do 2 luôn. Em tính nói mấy lý do nhưng mà tự nhiên nó đều là một em cái. Em nghĩ lại đúng là có một cái đó thôi, là đúng là cái duyên và cái lực hấp dẫn vũ trụ thôi. À, là hồi xưa là mình có tham gia hát dạ. ở phường, ở xã, ở quận, ở huyện, nhưng mà mình vẫn không nghĩ là mình đủ tài năng. Dạ. Rồi sao vậy? Mình tham gia như vậy là mình đam mê dữ rồi á. Dạ đúng rồi, đam mê dữ luôn. Và nhưng mà thì em nghĩ rằng là ca sĩ là một kỳ rất là trừu tượng. Nhưng mà em hóa ra chỉ cần mình đủ đam mê và đủ cái duyên thôi. Thì và kết hợp với tài năng thì mình sẽ theo được. Nói chung là đến khi nào mình bắt đầu làm, mình bắt đầu bước vào cái con đường đấy thì mình mới biết cách làm nó như thế nào. Chứ còn nếu mà ở ngoài thì mình sẽ thấy nó hơi mông lung, nó hơi khó với đúng không? Thấy nó kiểu nó... xa vời quá hả? Xa vời quá, kiểu như nói ước mơ thì nói vậy thôi chứ không bao giờ nghĩ là nó... Thế à, thế hồi xưa ví dụ mà ngoài ca hát ra đi thì em có nghĩ rằng là mình sẽ làm nghề gì không? Nếu mà không ca hát thì em nghĩ khả năng cao thì em sẽ vào một trường đại học. Và khả năng cao trường đại học đó chính là đại học Y. À, và wow. Bố mẹ em từ bé tới lớn là đấy, con phải học Y đi Hiếu ạ. Rồi các thứ bố mẹ em muốn em học Y. Thì em cũng theo học trường chuyên và xác định từ đầu là mình theo trường chuyên rồi lấy nền tảng rồi để sau này mới có thể thi trường Y được. Nhưng mà cuối cùng khi tới năm cấp 3 thì mọi thứ nó đưa đẩy. Quay xe. Cái duyên nó đến chứ em cũng đâu có dự định là em theo âm nhạc đâu. À, đùng một cái hả? Không phải đùng một cái kiểu vậy anh ạ, mà là có lẽ nó là một nhiều cái nhỏ nhỏ xong rồi nó hấp dẫn mình vào cái âm nhạc. Kiểu như có cái gì nó cứ kéo mình đi, nó cứ kéo mình theo vào âm nhạc luôn, mà mình không biết là mình đang đi vào âm nhạc dần dần. Nên mình cứ làm mà mình nghĩ là làm chơi chơi thôi, rồi các thứ đam mê làm thôi, rồi làm đâu mất gì đâu. Mình không biết là những cái đó nó lại là những cái yếu tố nó kéo mình vào âm nhạc luôn, sau này mà mình nhận ra luôn. Xem một cái đoạn phỏng vấn của anh Sơn Tùng MTP. Anh Sơn Tùng nói là ai cũng vậy thôi, ngày nào cũng vậy. Và ai cũng vậy, ai cũng phải đến lúc chia tay cái con đường tốt đẹp mà mình đang đi. Cuộc vui nó có lúc tàn thì em thấy nó đúng. Mà quan trọng là mình giữ cái đó được bao nhiêu lâu thôi. Chứ còn mình phải xác định là mình sẽ đến một ngày đó mình sẽ phải dừng cái con đường tốt đẹp này. Em nghĩ một ngày nào đó em cũng sẽ vậy thôi. Nhưng mà em sẽ cố gắng để giữ cho nó lâu nhất có thể. Mà nếu mà muốn thì nếu mà được á vẫn hát thì em muốn suốt đời luôn. Chứ em thật sự em không biết, nếu mà em không làm cái này em không biết, giờ em không biết làm gì nữa. Ok, hợp lý. Em đã luôn. Gọi là đi một con đường mà không thể quay đầu. Thì nếu như mà quay đầu thật sự em không biết làm gì luôn. Được rồi, nếu mà em đã thật sự không biết làm gì ngoài ca hát thì bây giờ mời em hát luôn được không? Dạ. Ca khúc tiếp theo được không? Dạ vâng. Món quà âm nhạc mà em muốn gửi đến các bạn khán giả của History. Em sẽ hát bài Họ Đã Mất Rồi do em sáng tác. Ok. Thank you.
hoàng hôn nơi ta từng quen. Giá như anh đừng gặp em thì giờ anh vẫn cứ tin hai chữ tình duyên. Em ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau, mặc cho những vỡ nát nơi anh em có thấy đau. Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau, vậy thì ngày đó đừng cố gieo tương tư cho nhau, chầm chậm vô tư thế thôi. Người mình yêu đã yêu ai mất rồi, hình bóng ấy đã quá xa, theo làn gió về với anh ta. Chỉ là những tiếc nuối của một thuở đôi mươi đã xa. Anh đã cố rất nhiều, chuyện tình yêu mấy đời ai yêu. Phải rời xa thôi, người mình yêu mãi chẳng thể yêu. Để lại nỗi cô đơn đằng sau. Oh à, giờ đây nắng đang ngả nơi anh, em có thấy đâu? Oh à, dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau, vậy thì ngày đó đừng cố gieo tương tư cho nhau. Tình cửa bèo dạt mây trôi, người mình yêu đã yêu ai mất rồi. Hình bóng ấy đã quá xa, theo làn gió về với anh ta. Chỉ là những tiếc nuối của một thuở đôi mươi đã xa. Anh đã cố rất nhiều, chuyện tình yêu mây đời. Ai mất rồi thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới. Xin em đừng khóc nước mắt nhạt nhòa đôi mi, anh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vì hai đôi chân đã khác đường đi. Hình bóng theo làn gió về với anh ta, chỉ là những tiếc nuối của một thuở đôi mươi đã xa. Anh đã cố rất nhiều, chuyện tình yêu mấy đời ai yêu. Phải rời xa thôi, người mình yêu mãi chẳng thể yêu. Rồi mai xa anh, em hãy nhớ có một người yêu em như anh đã từng. Trong cuộc sống của em này, trong cái hành trình âm nhạc của em này, thì em có ai là người đã gọi là một người mà có cái sự ảnh hưởng nhất định đến cái phong cách của mình không? Hoặc là có một idol nào đó mà mình thích không? Dạ, cái nguồn idol thì nếu mà nói là kiểu thần tượng thì có lẽ là hình như là không có ai với cái định nghĩa đó. Thì nó cũng trừu tượng lắm, nhưng mà đối với em thì cái định nghĩa idol thì em không có ai. Okay. Còn nguồn cảm hứng và khâm phục thì ở Việt Nam mình em có anh Sơn Tùng MTP và chú Đen Vâu.
anh Phan Mạnh Quỳnh, ba người đó. Anh Phan Mạnh Quỳnh là đồng hương của em luôn. Em rất là khâm phục, là một nguồn động lực để em thấy rằng là những nguồn động lực để em thấy rằng là em có thể tin vào cái chặng đường âm nhạc của mình, chứ không đôi lúc em mong lung lắm. Còn ở nước ngoài thì em có nhóm nhạc Coldplay. Coldplay, ok, Coldplay rất hay. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với âm nhạc đi, một ca khúc tiếp theo đi, để cho khán giả bớt mong mỏi những ca khúc hát live trên chương trình của History. Dạ. Dạ vậy thì em sẽ dành tặng cho khán giả và anh Nicky bài hát Hình Như Ta Thích Nhau, một bài hát về tình yêu mà em viết vào hơn một năm trước. Wow, nghe là dạt dào cảm xúc đấy mọi người ạ. Vậy bài này vui anh ạ. Vui hả? Chứ không phải dạt dào. Nhưng mà ý là ngay từ cái tiêu đề nghe là đã thấy là anh nhiều có lẽ xúc. Là anh nghe bài này rồi nhưng mà anh sẽ không biết tên nó. Ok, vậy thì bây giờ thử xem nha. Dạ. Thử xem này. Bây giờ cùng với Nicky mọi người hãy cùng lắng nghe nha. Xin mời. Mây răng ngập trời, một mình lang thang đi tìm hoàng hôn. Tình là gian dối nhưng có khi một đời vừa mới còn đây mà đi đâu mất rồi. Và anh biết rằng em giờ đây cũng đã cần một người cạnh bên sẽ chia. Nhìn đôi mắt ngần ngơ của em kia, chắc là em có ai rồi. Trời ơi, cái thổn thức đây là sao? Và rồi con tim này cũng đã rung động. Là ai mà suốt ngày trong ngóng? Một điều anh rất ngại nói ra trong lòng. Hình như ta đã thích nhau phải không? Năm tháng đó dài lắm dù có phong ba, thì anh sẽ luôn ở bên. Về em nhiều thêm. Anh dường như đang feeling trên gió. Oh my God, he was falling in love. Em ấy cứ bình an và tươi cười. Ta chỉ mới 18 và đôi mươi. Gu của anh là thế, gần ngay trước mắt xa thì chân trời. Mong được em cho phép cạnh bên năm tháng thanh xuân của em. Và anh biết rằng em giờ đây cũng đã cần một người cạnh bên sẽ chia. Nhìn đôi mắt ngần ngơ của em kia, chắc người đó là anh rồi. Trời ơi, phải làm sao. Và rồi con tim này cũng đã rung động. Là ai mà suốt ngày trong ngóng? Một điều anh rất ngại thích nhau phải không? Hằng đêm anh vẫn mong rằng chuyện đôi ta không một ai sánh bằng. Và em biết đây anh vẫn đang cố gắng để thành công. Đây vinh quang nắng lên ngầm trời, anh cũng chẳng mong một hạnh phúc mới. Anh chỉ mong ta vẫn đó như xưa mà thôi. And I think I fell in love with you. I loved you so and I love you know. Một điều anh rất ngại nói ra trong đầu. Hình như ta đã thích nhau phải không? Ok, nhưng mà đối với một người nghệ sĩ để mà có cái cảm xúc mình viết nhạc thì chắc chắn là mình cũng lấy từ cuộc sống của bản thân mình ra. Thì có một cái câu hỏi mà anh nghĩ rằng là em cũng đã được nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà các bạn khán giả của History cũng rất là băn khoăn. Tại vì trên này nhìn thấy thôi có nhiều mê dai lắm. Nên là nhiều bạn cũng băn khoăn là hỏi là cái gu người yêu của em như nào. Để các bạn sắm xem là các bạn có cái bao nhiêu cái gạch đầu dòng ở trong đấy rồi. Dạ.
về gu bạn gái hay là nói chung là về về với em sẽ ấn tượng với người như thế nào nhất? Cái này cũng rất là trừu tượng, khó nói, em cũng không biết nói làm sao, vì em chỉ biết thích là thích thôi, em không biết em thích kiểu gì luôn. Em thiên về cảm xúc thôi à? Cứ thích là thích thôi đúng không? Vâng, kiểu như tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc thì rất khó xác định, còn gu thì là nó xác định sẵn rồi, là gạch đầu dòng như nào thì cái đó, hai cái đó nó không match với nhau thì em, với quan điểm của em thôi nha, thì em thấy hai cái đó nó không có đi đôi với nhau. À, là mình không nhất thiết là phải tóc dài, tóc ngắn, tóc dạ, xoăn, tóc rồi. Thẳng, cao thấp gì khó, đó. Khó mình, nói lắm. Ừ, khó nói lắm, mình chỉ biết lắm. Là mình nhìn là mình thấy thích, là mình biết là thích rồi. Thích thì biết là thích thôi. Chứ mình cũng không bao giờ mình nghĩ là à đúng rồi, đây phải gạch đại đầu dòng đúng không? Chẳng lẽ giờ gu xong rồi cứ đi nhìn cái này kia. Ờ bạn này có tóc ngắn nhưng mà da lại không trắng chẳng hạn, rồi ngồi phân tích thế à? Thì giờ cái đó sao mà kỳ, được? Ha? Nó kỳ lắm. Yeah, ok, vậy thì đấy mọi người ơi, mình có giúp mọi người rồi nhưng mà cái quan trọng đó là sự may mắn của mọi người thôi. Thứ nhất là xem là mọi người có chẳng may, à đâu không phải chẳng may, chẳng may có may mắn lọt vào tầm mắt và sự thích trời thú ơi. Của Doãn Hiếu không? Ví dụ như thế. Em ít người thích lắm anh đừng nói kiểu vậy. Mấy cái ông mà hay kêu như này á là xếp hàng đầy. Anh quen rồi, anh già anh sống lâu anh biết. Thôi nói đùa vậy thôi để các bạn biết, tại vì là rất là nhiều bạn băn khoăn về cái chuyện này. Các bạn muốn biết xem là Doãn Hiếu thích kiểu như thế nào. Ví dụ là, nếu mà em mà bảo em thích tóc xoăn một cái nhá, là về là ai cũng mà lô xoăn tít lên đó, kéo lại đi uốn thẳng uốn. Nếu mà ý là em kêu thích tóc xoăn thì mấy bạn tóc xoăn thì về đi uốn thẳng à, là để né em né em. Sao em tự tin như vậy? Em tự tin mà, em tự tin cái kia thôi, còn em tự tin cái thế khác này hả? Ok ok, nói chung là mình tự tin về âm nhạc thôi, còn về mảng tình ái thì mình hơi tự ti tí. Đó chính là âm nhạc. Thì nếu bây giờ cho một cái lại tiếp tục cái quy luật hấp dẫn là bây giờ mình thử đi, nếu mà mình có cơ hội mình được hợp tác với ba người bất kỳ trên cái cuộc đời này thì em sẽ chọn ai? Ba người ngoài những người lúc nãy em cửa tên. Dạ thì cái này là kiểu mong muốn là một phần nhưng mà nó phải phù hợp nữa. Không cần, bây giờ mình mong muốn, mình ước mong là muốn à, mong muốn thì nó xa vời, xa vời lắm. Thì em cứ làm xa vời lên, ví dụ bây giờ anh mà mong muốn anh muốn là anh là thành viên thứ 8 của BTS. Đúng như thế. Anh luôn mong muốn là như thế. Đó, anh là thành viên thứ 8 BTS. Đó, hoặc là ít ra anh cũng được hát song ca với Dương Cúc. Đó. Dù là trông hai người nó hơi khập khiễng thì thôi. Đấy kiểu anh sẽ ước những cái thế thì ở Việt Nam thì nãy có ba người em yêu thích em kể tên rồi. Mình không thì được ngoài đúng không? Nữa. Ngoài thì Việt Nam thì hiện tại em chưa nghĩ ra ai. Vậy thì quốc tế đi, mình ước mơ to lớn đi. Dạ. Nhiều quá nghĩ không tới. Nhiều quá rồi kiểu giờ mình kể nhiều quá nó ba cái tên đầu tiên kỳ. Ba cái tên đầu tiên nó nhảy trong đầu em một cái. The Chainsmokers. Chainsmokers. Coldplay với lại Justin Bieber. Justin Bieber. Oh, ok. em để với anh producer ruột của em là anh ấy là Teddy Việt Nam, còn em là Justin Bieber Việt Nam. Đấy là mình cũng có mong ước rồi. Mình cũng có mong ước và ngày hôm nay là mình đưa đến đây là ba cái tên. Biết đâu, lỡ đâu, ai biết được tương lai đúng không ạ? Dạ, đúng, không ai biết được. Đó, hồi xưa em đâu nghĩ là xác em sẽ gần làm bằng không. Đâu, hồi xưa em đâu em nghĩ là em làm ca sĩ đâu, mà bây giờ em làm ca sĩ này. Dạ. Thì đó, thôi thì cứ dậy đi, cứ tin đi, cho hấp dẫn đi. Ok, chúng ta sẽ đến với ca khúc cuối cùng trong ngày hôm nay. Hơi buồn tí. Không biết rằng là món quà cuối cùng sẽ là món quà gì ta? Dạ, vậy thì em sẽ dành tặng cho mọi người bài hát Nụ Cười 18-20 ạ. Ok, tuyệt vời luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này. Xin mời mọi người ạ. Những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt này nhìn về phương xa. Dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay. Tuổi thanh xuân như gió như mây.
cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân thời. Thích thì cứ bước, chẳng sợ ai chê, đam mê phía trước đừng đợi chờ lễ thế. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cùng làm điều phi thường, gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân thời. Xa rồi thời thanh xuân tươi nồng của tôi, phải sống hạnh phúc nước mắt không rơi. Sau này ta sẽ có tất cả nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó cũng phải cười thật tươi, còn nhớ hay không những nụ cười đẹp nhất đời. Yêu bầu trời năm ấy cũng vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân thời. La la la, oh oh, yeah, hey hey hey, và vừa rồi chính là ca khúc cuối cùng trong ngày hôm nay của Doãn Hiếu gửi đến tất cả mọi người rồi. Nhưng đó không phải là lần cuối cùng trong ngày hôm nay mà Doãn Hiếu hát cho mọi người nghe. Dạ. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái phần không thể thiếu của History Chuyện Nhạc, đó chính là căn phòng âm nhạc. Nơi mà sẽ thử thách cái độ nhanh nhạy của em về âm nhạc. Thế thì khả năng thua của em cao đấy. Ôi, ai đến đây cũng bảo thua. Mà ai đến đây làm cũng như là em đơ lắm, cũng như là đã thu âm sẵn rồi vậy đó. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem là Doãn Hiếu sẽ làm như thế nào tại căn phòng âm nhạc nhé. Xin mời mọi người. Ok, và chào mừng em đã đến với căn phòng âm nhạc. Nơi này là nơi đưa đến cho em những thử thách trong chương trình History Chuyện Nhạc ngày hôm nay. Dạ vâng ạ. Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Thật không? Sẵn sàng rồi anh. Ồ, tinh thần này là ok ha. Dạ, vô luôn ạ. Ok, vậy thì trước đến cái thử thách đầu tiên thì anh có một cái câu hỏi dành cho em. Dạ. Em có muốn bán gì không? Em có. Có ha? Vâng. Em bán gì vậy? Bán hết nỗi buồn, mua lại dòng nước mắt đã tuôn. Bán hết đi nỗi buồn để không phải khóc khi màn đêm buông. Chuyện tình yêu vẫn thế, sao em cứ mãi u mê, sao em cứ mãi nao nề. Trao hết con tim chỉ vì một lời hứa, nỗi buồn mua lại dòng nước mắt đã tuôn. Bán hết đi nỗi buồn để không phải khóc khi màn đêm buông. Chuyện tình yêu vẫn thế, sao em cứ mãi u mê, sao em cứ mãi nao nề. Trao hết
con tim chỉ vì một câu hứa, baby. Wow, mượt nha. Có vẻ là ngày hôm nay là khách mời của chúng ta là rất là mượt luôn mọi người ạ. Vào đây là sẵn sàng thử thách luôn. Vậy thì bây giờ ok, đang tiện đang vào cái mood vào thử thách. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách số 2 luôn. Một ca khúc mang tên là Người Lạ Ơi. Dạ vâng, ok. Em thích bài này. À, em thích hả? Vô luôn đi ạ. Vô luôn, xin mời ạ. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Từ đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn nụ hôn. Mượn rồi tôi trả, đừng vội vàng quá. Người lạ ơi, xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người lạ ơi, xin hãy giúp tôi mượn niềm vui. Mượn dần yêu đuối này là lần cuối thôi. Yeah. Wow. Bất ngờ nha. Em cũng bất ngờ với cái thử thách này nha ban nhạc ơi. Beat lên cái em tưởng nhạc hành quân. Đó đó, anh cũng tự nhiên thấy bốc thế. Đang kiểu là đang buồn buồn đấy. Em đang nghĩ là buồn buồn đấy. Tự nhiên bốc thế. Thôi không sao. Tiếp theo này. Ca khúc tiếp theo. Thử thách tiếp theo. Cái ca khúc này cực hot luôn. Dạ. Nhưng mà cái phong cách nào thì anh chưa biết, anh chỉ biết tên bài thôi. Đó chính là ca khúc Bùa Yêu. Dạ vâng. Sẵn sàng không? Bài này thì em biết nhưng mà em sợ là sợ mấy anh ban nhạc á. Thì đó, thử thách vậy mới là thử thách chứ còn nếu mà đơn giản quá thì còn gọi là gì nữa. Vâng. Nói chung bây giờ chúng ta sẽ đến với Bùa Yêu, xin mời ạ. Tìm em câu ví sông Lam à? Người dấu kiểu gì đấy? Không yêu hay yêu nói một lời. Bên nhau hay thôi, chỉ một lời hú. Không yêu hay yêu, yêu hay không yêu hay yêu nói một lời thôi. Nếu anh có yêu, nói đi ngại. Nếu anh có yêu, nói đi, ngại cái gì? Nữa hả? Cảm ơn các anh ban nhạc ạ. Các anh đã cho em một gọi là một trải nghiệm âm nhạc đấy. Không phải trải nghiệm mà cú sốc đầu đời. Cú đầu đời luôn hả em? Trời ơi, chưa ai đến đây mà có cú sốc đầu đời. Ai cũng nói là cú sốc đầu đời nhưng mà em vừa nói là cú sốc xong nhưng mà em làm như kiểu là đây là bài của em vậy đó. Em hay kêu sốc quá mà em hát từ đầu đến cuối trơn tru không à? Như là bài của mình không á? Mọi người thấy thử thách vừa rồi thì Hiếu làm thế nào chứ? Nicky, riêng Nicky là Nicky bất ngờ với cái phiên bản ngày hôm nay và bất ngờ luôn với cái sự lanh của cậu này. Ok, bây giờ chúng ta đã vượt qua thử thách rồi. Có vẻ là không có gì khó đối với em. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với phần talk để chúng ta có thể trò chuyện nhiều hơn nha. Xin mời ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy không ạ? Lúc đầu trước khi vào thì bảo là em dễ thua lắm, em không làm được. Xong vào hát như là bài của mình. Hát như là thu âm sẵn chuẩn bị tập dượt cách đây 2-3 tháng rồi vậy đó. Mọi người ạ, chúng ta cũng không nên quá tin lời những vị khách mời đến với chương trình của chúng ta. Ai cũng sẽ có một cái sự khiêm nhường nhất định. Nhưng mà họ đều thể hiện rất tốt ở trong căn phòng âm nhạc vừa rồi. Và em là một trong những người mà anh rất ấn tượng trong căn phòng âm nhạc. Tại vì là thử thách khó. Mà em nhanh lắm nha, em nhanh vèo vèo luôn à. Hay quá, đúng là thanh xuân tuổi trẻ ha. Ok,
Và bây giờ cũng là những giây phút cuối cùng của History Chuyện Nhạc số này rồi. Vậy thì không biết rằng là mình có gửi lời gì đến các bạn khán giả của History Chuyện Nhạc được không ạ? Dạ. Lời đầu tiên thì em xin cảm ơn anh hôm nay đã quăng miếng cho em. Đã ưu ái em hỏi nhiều câu mà em cũng rất muốn chia sẻ. Đó. Và thứ hai là Hiếu cảm ơn tất cả khán giả đã và đang xem chương trình của History. Và mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho chương trình và ủng hộ cho những sản phẩm sắp tới của Hiếu. Đó, ok, mọi người nhớ nha, là nhớ ủng hộ cho những sản phẩm tiếp theo của Hiếu. Tại vì Hiếu bảo là Hiếu không thích làm những cái điều gì mà nó đã khiến cho các bạn nhàm chán. Và sắp tới thì có thể là có những cái sản phẩm mà mọi người không nghĩ tới. Và cảm ơn Doãn Hiếu ngày hôm nay đã tham gia vào History Chuyện Nhạc để có thể cùng nhau chia sẻ những cái câu chuyện mà bản thân mình cũng muốn chia sẻ với các bạn khán giả và để kết nối với các bạn khán giả của History Chuyện Nhạc. Còn bây giờ thì chúng ta cũng phải chào tạm biệt nhau rồi. Và đây là những giây phút cuối cùng của History Chuyện Nhạc, một talk show âm nhạc được sản xuất bởi NCT và Vibe Nation. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng định kỳ hàng tuần trên các nền tảng mạng xã hội của NCT. Và mọi người cũng đừng quên lên app NCT để có thể nghe những ca khúc mọi người yêu mến nhé. Còn bây giờ thì see ya, bye bye.